Mình xin chào mọi người. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn hội thoại về việc là mình sẽ bàn xem ăn gì cho bữa tối. What's for dinner? Là có cái gì cho bữa tối mọi người. Mom, what's for dinner? Mẹ ơi, tối nay sẽ ăn cái gì? I could really go for something spicy like chili. Thì ở đây mình thấy rằng là I could really, cái chữ go for này mọi người là lựa chọn ha. Tôi thực sự là có thể lựa chọn something, một cái gì đó. Spicy là cay cay, like giống như là ớt. Tức là con muốn là một cái gì đó thực sự là nó cay cay giống như là ớt á. Spicy, cay á hả? I'm not into, be into tức là thích, not into là không thích mọi người ha. Tôi không thích spicy food, không thích cái đồ ăn cay. Right now, ngay bây giờ thì tôi không thích cái đồ ăn cay. Okay. I've been so busy. Người mẹ nói là mẹ rất là bận rộn with house cleaning, với cái việc mà dọn nhà. Dad, I haven't given dinner a single thought. Ở đây người ta dùng một số cái từ người bản xứ người ta hay dùng mà ha. Single làm single có nhiều nghĩa không? Riêng lẻ, một, đơn thân, mẹ đơn thân nè, hoặc là single là độc thân nè, đã chưa kết hôn, single. Thought này là một cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ đơn lẻ mà cũng không có nữa, tức là chưa hề nghĩ đến một chút xíu nào. Đó, tức là mẹ chưa nghĩ đến cái việc mà sẽ nấu cái gì cho bữa tối một chút xíu nào. Anyway, dù sao thì I don't feel much like cooking. Mẹ không cảm thấy thích nấu ăn lắm. I am just too tired. Mẹ chỉ rất là mệt to prepare, để mà chuẩn bị a meal, một bữa ăn. Even, ngay cả là một bữa nhỏ thôi, mẹ cũng cảm thấy rất là mệt. Tí mình học cái cấu trúc to này sau mọi người ha. Plus, cộng thêm nữa, there is almost nothing. Almost là hầu như, nothing là không có gì cả. Thì không có gì trong tủ lạnh cả, hầu như không có cái gì trong tủ lạnh nữa. Because, bởi vì we didn't make it to. Mình thấy cái make it to này là không thể đi nè mọi người ha. Grocery store. Thì ở nước ngoài người ta có cái grocery store này, mình dịch để hiểu. Thí dụ mua những cái đồ ăn, mì tôm, mắm muối, gạo gì đó, thì cái này mình gọi là cửa hàng tạp hóa cho nó dễ mọi người ha. Người ta gọi là cửa hàng đồ khô á mọi người. Nên là mình gọi cửa hàng tạp hóa nha. Tức là bởi vì chúng ta đã không đi cửa hàng tạp hóa this weekend, cái cuối tuần này. What do you say we order some food? Thì có một cái ý kiến là bạn thì nói như thế nào nếu như chúng ta gọi thêm, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài á. Tức là bạn có nói gì không nếu chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài? Đây là cách biểu hiện của ta. Tức là bây giờ mình gọi đồ ăn bên ngoài thì bạn nghĩ sao á? Good idea that. Một ý kiến hay đó bà. Let's order Chinese food. Hãy gọi đồ ăn Trung Quốc đi. Don't we have menu somewhere? Không phải là chúng ta có một cái thực đơn ở đâu đó rồi phải không? The last time, cái lần trước, we order from that place. Ordered là chúng ta đã gọi món, chúng ta đã đặt hàng, chúng ta đặt từ cái chỗ đó. The food was greasy. Greasy là dầu mỡ mà ha. And it took them forever to deliver. Chỗ này forever là mãi mãi luôn nè. Thiên thu luôn nè. Deliver là giao hàng. Giao hàng thiên thu có nghĩa là giao hàng quá lâu. Tức là đồ ăn thì dầu mỡ và họ giao là hàng thì quá lâu. But you know what? Nhưng bạn biết không? There's a new Greek restaurant downtown. Downtown là ở trung tâm thành phố, thì có một cái nhà hàng Hy Lạp mới. I heard, tôi nghe rằng they deliver very fast. Họ giao hàng rất là nhanh. But doesn't Greek food have lots of garlic? Garlic là tỏi. Thì người ta nói là không phải là đồ ăn Hy Lạp thì nó có nhiều tỏi hả? Just the thought of garlic turns me off. Chỉ thought of là nghĩ về tỏi thôi cũng turn me off, là làm cho tôi thấy nó ghê rồi, nó ghê, ghê tởm, ghê rồi. Garlic's good for you. Tỏi thì tốt cho bạn. I can't get enough of it myself. Bản thân tôi còn chưa có ăn đủ đây. Ăn chưa có đủ á. At this rate. Rate là cái tỷ lệ. Nó có nhiều cách dịch mọi người ha. Cứ theo kiểu này, cứ theo cái đà này đó, cứ như vậy đó, we will never get anything to eat. Chúng ta sẽ không có cái gì để ăn hết. I'm starving. Starving là chết đói mọi người. Sắp chết đói rồi nè. You too. À sorry mọi người, cái chữ too này là số 2 mọi người ha. You two là hai đứa con, hai đứa nhỏ. Are too picky. Thiệt là kén chọn ha. Hai đứa con thiệt là kén chọn. Let's better order some pizza. Hay là tốt hơn là chúng ta sẽ gọi một vài cái pizza đi. And put on a good movie và bật một bộ phim hay lên. Good idea. Một cái ý kiến hay. I'm crazy about pizza. Crazy là dạng mê mọi người ha. Điên lên đó.
Nhưng cái này gọi là mê, mê vị pizza lắm. In fact, trên thực tế, my favorite is Hawaiian. Cái vị yêu thích là Hawaiian. Bạn kia mới nói là I don't like Hawaiian pizza. Con thì không thích pizza Hawaiian. I can't stand pineapple on pizza. Stand, can't stand ở đây là không thể chịu được. Không có thể chịu nổi cái pineapple là cái thơm, cái dứa mà cái dứa, cái trái dứa hoặc là thơm á. On pizza, ở trên pizza. I prefer to eat fruit for dessert. Con thích thích hơn, prefer thích hơn. Con thích ăn cái trái cây này cho món tráng miệng hơn là ăn trong cái pizza. Not with the main course, chứ không phải là mới với cái món ăn chính. À, thích ăn tráng miệng thôi, thích ăn không vậy thôi. So I will go for chicken pizza. Nên con sẽ lựa chọn go for again là mọi người. Lựa chọn là cái pizza gà. I will have a pepperoni. Còn tôi thì sẽ chọn pepperoni. Me too. Tôi cũng như vậy. Cái cấu trúc ngày hôm nay chúng ta học là cái cấu trúc so that. Quá, nên, nên là. Quá cái gì đó nên là. Đó. Thì mình thấy nha. Ở đây có thể dùng chính từ hoặc là trạng từ ha. Trong ví dụ mình sẽ nói clause này, mình nhớ là một cái mệnh đề, người ta gọi là mệnh đề hoặc là một cái câu á. Thì mệnh đề câu là nó phải bảo đảm được cái cấu trúc là chủ ngữ cộng động từ. Nó phải có chủ ngữ cộng động từ ha. Đương nhiên có tân ngữ nữa, nhưng mà chủ ngữ cộng động từ là cái chính. Bây giờ mình sẽ thấy cái ví dụ này. We are so hungry. À, trời ơi, chỗ này bị sai. That. That chỗ này mọi người ha. We are so hungry là chúng tôi rất là đói luôn rồi. Đây là tính từ, hungry là tính từ nè. Chúng tôi rất là đói rồi, that cho nên là let's find a food store. Food store là một cái cửa hàng đồ ăn. Cái store nó nhỏ hơn cái restaurant mà ha. Restaurant thì nó lớn quá, cái store là một cái quán ăn thôi. Hãy tìm một cái quán ăn đi. Chúng ta đã đói rồi nên hãy tìm một cái quán ăn đi. Quá gì đó nên hãy làm gì đó. Tiếp theo mình sẽ đưa ra một cái ví dụ về cái động từ. Run là động từ, anh ấy chạy rất là nhanh. Nên là anh ấy đã got the championship và đã đạt được cái chức vô địch, đã đoạt được cái giải vô địch. Thì cái chữ fast này nó là trạng từ các bạn ha. Bổ nghĩa cho động từ ran này nè, nó là trạng từ. Nó chạy rất là nhanh nên anh ấy đã đạt được cái chức vô địch, cái giải vô địch. Bây giờ mình đi qua cái cấu trúc của to. To to, mình hay gọi tắt cái này là to quá cái gì đó để mà không thể làm được cái gì. Thì nó có thể là có thêm chữ for someone trong ngoặc, có nghĩa là mình có cũng được, không có cũng được, tùy câu. Quá để ai đó làm cái gì, quá để cho ai không làm được cái gì đó mọi người ha. Ví dụ bây giờ mình có cái câu nè. We are too hungry to learn. Chúng tôi thì quá đói để học. Mình dịch là chúng tôi thì quá đói để học, thì chúng ta hiểu rằng chúng tôi thì đang rất là đói nên không thể học được đó. Đó, một cái cách nói ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa thì mình sẽ dùng cấu trúc là to to. Đó. Thay vì mình nói là we are so hungry that we can't learn của cái cấu trúc so that hồi nãy mình trở qua to to. Hai cấu trúc này là được ứng dụng rất là nhiều để đổi qua đổi lại đối với các bạn học sinh nè. Tức là chúng tôi quá đói để mà học. They work too hard to have rest. Họ làm việc quá là chăm chỉ. Work hard là động từ nè, trạng từ bổ nghĩa nè, hard là trạng từ nè. To have a rest là nghỉ ngơi, để mà có một cái sự nghỉ ngơi, để có một cái lúc mà để nghỉ ngơi đó. Quá bận nó không nghỉ ngơi được. He is too late for me to wait. Đây mình đưa ra một cái ví dụ có chữ for someone. Anh ấy thì quá là trễ cho tôi để đợi, tức là anh ấy quá trễ nên tôi không thể đợi được nữa. Nó mình hiểu cái câu này là như vậy. For someone to do something là cái này mọi người ha. Bây giờ mọi người sẽ cùng nghe cái bài hội thoại này. Mom, what's for dinner? I could really go for something spicy, like chili. Spicy? I'm not into spicy food right now. Gee, I've been so busy with house cleaning that I haven't given dinner a single thought. Anyway, I don't feel much like cooking. I'm just too tired to prepare a meal, even a small one. Plus, there's almost nothing in the fridge because we didn't make it to the grocery store this weekend. What do you say we order some food? Good idea, Dad. Let's order Chinese food. Don't we have a menu somewhere? The last time we ordered from that place, the food was greasy and it took them forever to deliver. But you know what? There's a new Greek restaurant downtown. I heard they deliver very fast. But doesn't Greek food have lots of garlic? Just the thought of garlic turns me off. Garlic's good for you. I can't get enough of it myself. At this rate, we'll never get anything to eat. I'm starving. You two are too picky. Let's better order some pizza and put on a good movie.
I'm crazy about pizza. In fact, my favorite is Hawaiian. I don't like Hawaiian pizza. I can't stand pineapple on pizza. I prefer to eat fruit for dessert, not with a main course, so I'll go for chicken pizza. I'll have pepperoni. Me too! Ok mọi người, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Đây là chương trình mà mình vừa mới có ý tưởng gần đây thôi. Nếu như mọi người có cùng chia sẻ với mình thì mọi người cứ nhắn tin qua số điện thoại cho mình ha. Và mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng rằng mọi người sẽ đăng ký kênh để mà có thể nhận được những cái bài học thường xuyên. Vì kênh mình nhỏ nên khó tìm ra lắm mọi người. Với lại mình sẽ ra bài học đều đặn cách nhau mỗi ngày. Cách một ngày thì sẽ có để cho mọi người có thời gian luyện tập lại. Tại vì cái việc học bất kỳ một cái gì cũng vậy, đều đặn rất là quan trọng mọi người ha. Đều đặn là chuyện quan trọng nhất. Đó. Khó nhất là việc mà mình học được đều đặn. À, chứ không một lúc mà mình học nhiều xong rồi mình bỏ đi một thời gian cái là bắt đầu nó sẽ bị tụt xuống dần. À, thì mình xin chào mọi người.